một loạt các sứ mệnh mới do tư nhân tài trợ sẽ đến sao Kim để tìm kiếm hành tinh lân cận của chúng ta để tìm các dấu hiệu của sự sống. Trong một báo cáo được công bố gần đây, các nhà nghiên cứu từ MIT đã trình bày chi tiết hơn về kế hoạch của họ cho các sứ mệnh của Venus Life Finder VLF. Mặc dù về nhiều mặt, sao Kim có tính khắc nghiệt cao. Với nhiệt độ bề mặt cao và bầu khí quyển dày đặc, mọi người từ lâu đã suy đoán rằng có thể có sự sống của vi sinh vật trong các đám mây của nó. Phát hiện tiềm năng về phosphin đánh dấu sinh học ở đó vào năm ngoái đã thu hút sự quan tâm đáng kể của công chúng, mặc dù nghiên cứu sau đó cho thấy rằng phát hiện phosphin có thể không chính xác. Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu của VLF lập luận trong báo cáo rằng sao Kim là một hành tinh hấp dẫn để tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống vì nhiệt độ có thể sinh sống được trong các lớp mây và do nhiều dị thường hóa học trong khí quyển cùng gợi ý về hóa học chưa biết, và có thể là sự hiện diện của cuộc sống. Nhiệm vụ VLF sẽ bắt đầu với một tàu thăm dò từ phòng thí nghiệm tên lửa sẽ được phóng vào năm 2023. Tàu thăm dò sẽ lướt trong 3 phút qua bầu khí quyển sao Kim, nhằm mục đích thu thập dữ liệu về hóa học ở đó. Seeger cho biết có những bí ẩn còn tồn tại trên sao Kim mà chúng ta không thể thực sự giải đáp được trừ khi chúng ta quay trở lại đó trực tiếp. Những dị thường hóa học kéo dài khiến dư địa cho khả năng sống. Mọi người đã nói về các sứ mệnh tới sao Kim trong một thời gian dài, cô tiếp tục nói. Nhưng chúng tôi đã đưa ra một bộ công cụ tập trung thu nhỏ mới để hoàn thành công việc cụ thể. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.